Đáng ra đã có tiền gửi cho anh rồi, nhưng không may nhà có chuyện. Bác biết rồi đấy, cháu thì cũng là người tử tế thôi, cho nên cái việc đến đây đòi tiền bác ấy, cháu cũng ngại lắm. Vâng. Nhưng mà khổ một nỗi, cái tiền viện phí là nhà cháu đi vay đi chạy, chứ có phải là nhà cháu có sẵn đâu. Anh cho tôi khất đúng 3 hôm nữa rồi em nó sẽ mang tiền sắp tận nhà anh, tôi hứa đấy. Bây giờ bác nói thế thì cháu cũng biết chờ chứ biết làm thế nào. Mà cháu cũng nói thật với bác ấy, gặp bác cháu còn thông cảm được, chứ gặp hai đứa con nhà bác ấy, muốn là người tử tế cũng không được. Chúng nó trẻ người non dạ, anh chấp chúng nó làm gì. Thôi không phải nước nổi, cháu xin phép cháu về đấy. Bố, lão bảo xong đòi tiền ạ. Thì hôm nay đúng hẹn thì người ta đến thôi. Hôm trước gặp anh Nghĩa mày, bố cũng định... Bố, anh Nghĩa đã bảo là không muốn liên quan gì tới con nữa. Cho nên bố đừng hỏi gì anh ấy cả, để con tự lo. Anh có lo được không? Thôi, bố đi sang xưởng đây. Bố không ăn cơm ạ? Tao ăn cơm luôn bên đấy cũng được. Bác đi đâu mà tôi đợi bác mãi bên xưởng gỗ mà chả thấy bác về. Ô, đã ở tận miền Trung nhập gỗ rồi cơ ạ. Tôi có việc đột xuất, định sang mượn bác 50 triệu. Tận nửa tháng nữa mới có ạ. Ôi, thế thôi vậy, cảm ơn bác. Tôi mang cho ông ít cả bung đi này. Nấu cơm rồi à? Xem nào. Thế lâu rồi sao không ăn đi lại đậy lồng bàn này? Thằng Hiếu nhà tôi nó đã về đâu? Cái thằng đúng là vô ý thức. Đáng lý ra là giờ cơm phải về nấu cho bố, để cho bố cặm cụi nấu cơm xong lại ngồi đợi. Mà ông á, ăn uống chứ chú ý vào, đúng giờ đúng giấc, xong ốm ở đấy rồi lại khổ đấy. Đúng là đời cua cua máy, đời cái cái đào. Ông cứ mặc xác chúng nó đi, cứ phải để cho chúng nó mới tự bơi là mới trưởng thành được. Thế thằng Thanh nhà bà nhá, nó phải trốn nợ vì cờ bạc, rồi vợ chồng dắt dí nhau vào tận miền Nam, nó để lại con Ninh cho bà nuôi đấy. Bà có kệ được không? Ai nói mà chả hay, quan trọng là mình phải làm như thế nào này. Nói chuyện với ông ngang như cua. Tôi thì chỉ biết khuyên ông thế thôi, còn làm như thế nào là mặc ông. Con cái mình dứt ruột đẻ ra, không thương không lo cho chúng nó thì làm sao được hả bà? Người ta vẫn bảo là cá chuối thì đắm đuối vì con. Ông à, tôi thấy là củ chuối ấy. Cái gì cũng giữ cho con ấy, cũng phần cho con ấy. Để xem sau này chúng nó báo hiếu ông chưa nào. Ông Nhân ơi! Ông Nhân ơi! Ông Nhân! Gớm, nay lại còn vui vẻ nhỉ? Chắc là có bà nào đến đây đặt đồ xong rồi là cho tí bùa bả đúng không? Bà, tóc tôi sắp bạc trắng như cước đến nơi rồi, có ma nó thả bùa. Còn lâu mới già nhá, còn phong độ lắm. À, sang tìm con Linh à? Nó không có ở đây đâu. Tôi tìm ông, tôi tìm con Linh làm cái gì? Tìm con Linh tôi phải tìm chỗ thằng Hiếu chứ. Này, cái con đường hai chiều rộng 30 mét chạy qua khu nhà mình nhá, sắp khởi công rồi đấy. Cái thông tin này nó có từ mấy năm trước rồi, nhưng mà nó lại cắt ra đằng sau lưng vườn nhà tôi với nhà bà cơ. Chắc gì đã ra mặt đường ở đấy mà sốt với sắng. Cái số nó hẩm hiu thế nhỉ, chỉ cách sự giàu sang nó có vài bước chân thôi, thế mà vẫn tạch. Cái gì đấy, cái gì đấy? Đã hút thuốc lào đấy à? Đâu, ho lắm. Hút được ít thôi, không rồi ho lao thối phổi ra đấy, không ai chăm cho đâu. Lúc nào đất nó mà xốp lên ý, được giá là ông phải cùng bán với tôi đi nhá. Bà, cứ ăn nói lung tung, nhà một đống người, chỗ ở còn chẳng có nữa là. Nhưng mà có muốn gì cũng phải hỏi qua ý kiến bọn trẻ đã. Tôi không biết ông là bố chúng nó hay chúng nó là phụ huynh ông đấy. Chán mớ đời. À quên, đấy, đây, bồi dưỡng đi.